3รุ่นเตยฮะเพื่อนนอดอลนอดอลโอ้ยมาเดี๋ยวเต่าเนี่ยไอ้ยูลูกล้ำมึงเนี่ยมาเดี๋ยวลิงไงเฮ้ยกระโดดนั่นนี่บ่งด้วยไงโอ้เฮ้ยบ่งด้วยเลยโอ้ยบุกปลาเล่นซะละกิ๊กติ้งมึงไงบ่งให้กระโดดล้วนปิ้งเถิดอุ้ยโหโดนไล่ต้องสอนเลยนะเนี่ยเอาไม่เห็นทั้งยอดเลยบ่งโดดล้วนไงเหยียบเต็มเลยอ๋อแล้วซาปันเนี่ยไงมึงไงนี่เหยียบน้ำเนี่ยมึงให้เท่าไหร่เนี่ยtiếp tục nhá lần thứ ba nhá mọi người nhá đó đã được 2 lần rồi bây giờ hiện tại xe đang đứng số rất là nghiêng nhá mọi người ạ gắn xích vào thì đường không bị pan thì đỡ chứ đường pan này nguy hiểm lắm nhá đó lên nhá đấy cái đầu bổng luôn bây giờđó bổng đường này mọi người thấy nhá, đó kinh chưa, không được rồi, mắc ơi, bác ơi, không được rồi, bây giờ không lên được luôn mọi người ạ, chắc phải hạ gỗ, mọi người chắc phải hạ thêm gỗ nữa, tuy nó nhàn vẫn tọt đâu lận, à.mà cháu ấy tao hổ tao nhẹ tối cứ khu này là chú này mà làm tài là chú nào ni can bị xe tao chú nào nhiều hướng này xe bắt đầu lần phát lần thứ tư không lên được thì chắc phải hạ gối nhầm cái nhàấy ông bố gần đứt luôn đây này hay chưa một pha thể hiện của bác tài già nhá kẹp cổ tay nhỉ từ đây à ôi đã bị trượt cáp ở trong mọi người ạ ôi giờ thì lên chỉ có lên thôi nhé mọi người nhá bị trượt rong thôi mọi người ạOK, lọt nha mọi người nhá. Lọt rồi nhá mọi người nhá. Đó. Đây rất là sâu nha mọi người ạ. Đó, xe này khói ghê đâu mọi người ạ. Đấy. Thế thôi, nhìn cũng không rộng mấy. Nhưng mà nhìn mát thì cũng rộng. Mà xe lên thì rộng quá. Kinh thật. Đó, lại mắc cái chỗ này luôn. Không lên được rồiUi rồi nguy hiểm quá, Viễn ơi đừng có vào gần nhá, tụt gối kìa, nguy hiểm quá. Bảo
Ừ, chia pháo nhìn tụ, nhìn chàng quay. Đi lắp xì, đi với em lắp xì. À đù. Thế bạn mình không à? Chết mẹ rồi. Ôi rồi lại mắc rồi. To nó về cái đá con to tham thì. To ít to bắt to ít thì cái đào liền bắt tụi nhá. Con to à? Tụ. Quân tí tiền hiền nhá là. Nên đáp liền gõ đi nhá.